Thành phố Hồ Chí Minh, tai nạn liên hoàn một người không qua khỏi. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra sáng nay trên đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh khiến một người không qua khỏi. Ngày 9 tháng 12, công an huyện Hóc Môn đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe máy, xe đầu kéo và xe khách xảy ra trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn làm một người không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, hơn 7 giờ ngày 9 tháng 12, người nam ngoài 25 tuổi điều khiển xe máy BS59C1-17904 lưu thông trên đường Phan Văn Hớn, hướng từ đường Dương Công Khi ra quốc lộ 1. Khi đến trước nhà số 47/3 Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, một người dân nghe tiếng động mạnh thì phát hiện người nam chạy xe máy bị xe đầu kéo BS50H-05298 kéo theo rơ móc BS51R-24153 chạy cùng chiều khiến nạn nhân không qua khỏi tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy và nạn nhân không qua khỏi nằm kẹt bên dưới gầm phía sau xe khách BS51B-03502. Cả hai phương tiện liên quan trong vụ tai nạn nằm chắn phần lớn diện tích mặt đường khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Người dân sống tại khu vực cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 51B-03502 dừng đậu bên đường tại trước nhà số nói trên đã lâu. Ngay khi có mặt, lực lượng chức năng công an huyện Hóc Môn cho phong tỏa một phần chiều đường Phan Văn Hớn qua hiện trường để xử lý tai nạn. Công an đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.